là mong muốn của em là thông qua chương trình này thì các bạn cộng tác viên cũng như tất cả các bạn thành viên tham gia chương trình ngày hôm nay sẽ rút ra được sẽ hiểu ý nghĩa của chương trình này hơn và nó sẽ giúp cho Việt Nam một giờ xanh sạch đẹp và không còn rác.